Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu này như sau. Chúng ta có hàng đẳng thức đáng nhớ. Như vậy chúng ta sẽ áp dụng cái cục này nè vào cái cục này, tương tự cục thứ hai. Như vậy, chúng ta có sin A bình phương cộng cos A bình phương chúng ta để đẩy sang đây bên đây. Và cái cục này cũng vậy. Chúng ta biết sin A bình phương cộng cos A bình phương chính là bằng số 1. Tương tự cục này luôn, cũng là ra số 1. Đây là công thức nha. 1 cộng 1 ra 2. Tiếp tục trừ 2 chúng ta làm nhân tử chung thì chúng ta sẽ có là sin A cos B cộng cos A sin B. Thì cái này là cũng là công thức nè, công thức của lượng giác thì chúng ta sẽ biến đổi thành sin A cộng B. Mà chúng ta biết A cộng B á chính là bằng pi chia 4, để đó cho sẵn ở đây nha. Và chúng ta bấm máy tính cục này ra. Thì chúng ta sẽ ra là 0,59, làm tròn đến hàng phần trăm. Và đây là đáp số. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.